thấy lúc mọi người thấy em tính xin gì là rồi biết là giờ này em Nhưng nhưng mà mà rất nói là nghe nè, kè kè ổng kè ổng đi, mình mình đi đi lại lại đi, cái đi gì theo. gì nữa vậy trời ơi. Lẹ lên, nhanh lên đi, ở đây một hồi. Ổng Dễ gì đi đâu nè. kìa. Thì phải đi nha, mà ổng đi ngang thì quay lại. Phải đi lấy cái cục đó đó. Cái chuyện nào vậy? Không quyết luôn. Cái cửa bị chắc 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 bị thấy cái đèn cày không, là giống 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 như bị phong ấn vậy đó. Đâu nữa, đâu nữa, còn ở đâu nữa, Nó có hiện lên hoài à. nhưng mà vấn đề là còn ở đâu nữa, biết đường đi nè. Em tôi đâu rồi mọi người, em tôi đâu rồi? Ê mày ơi, mày đợi tao với, mày đi lẹ quá hả? Nè 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 nè, Gì đây? kìa kìa, cái cuối cùng rồi đó, cái đó chắc cái cuối cùng rồi đó, Thiệt không? thiệt, cái đó cái cuối cùng, nhanh lên, Cái gì vậy? mình mở được cuốn sách đầu tiên cho mọi người. Ủa? À, là Quanh quanh thành một cửa chứ chắc vậy. giống như là mình tìm được một nơi, sau đó mình phá vỡ cái nơi đó, mình tìm đủ bốn cửa, tức là bốn màu là đỏ xanh dương, màu xanh lá với lại màu vàng. Bây giờ mình đã phá được cửa xanh dương rồi. Ok, tiếp tục tiếp tục, ngồi xuống nè, cái khúc ngồi xuống sao nè, cái khúc ngồi xuống sao mới là vấn đề nè đó. Ủa rồi đi đâu làm cái gì? Là sao ta? Ê, tự nhiên mình phá được cái cửa đó sao? Ai kìa? Ai kìa? Ai kìa? Ai kìa? Ai ngoài cửa kìa? Đây nè. Đây nè. Mới thấy ai ngoài cửa? Cục pin, tụm pin. Đâu đây, 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 đây. Cái bóng Khoan nha,